Đây là mẫu bình chạm tứ linh lâm lân quy phụng. Đây là lân. Đây là lông. Đây là quả cầu lửa. Đây là phụng. Đây là quy. Đây là mẫu bình chạm tứ linh lông lân quy phụng. Ở trên nắp cũng có ốp mót cách nhiệt, ở trong thành bình cũng có ốp mót cách nhiệt. Lớp mót cách nhiệt này là lớp mót cách nhiệt chuyên dụng, dùng trong vỏ bình. Vì vậy nó giữ nhiệt rất là tốt, từ 6 đến 8 tiếng. Ở bên trong có ốp mót cách nhiệt rất là dày. Mẫu bình này rất là đẹp luôn. Hiện tại thì mẫu này chỉ có duy nhất một size, đó là size nước ấm 1,5 lít, có giá là 1.150.000, miễn ship trên toàn quốc, tặng kèm theo một cái ấm tích ở bên trong, một cái lon đựng trà và một hộp kẹo dừa.